Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một nhóm chuyên làm giả bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Những người bị công an bắt giữ gồm Nguyễn Toàn Trung, 35 tuổi, Nguyễn Mạnh Liêm, 32 tuổi, Vũ Anh Nghiệp, 41 tuổi và Võ Đình Phụng, 41 tuổi. Xác minh của công an, Trung và Liêm đều đã từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và vừa hoàn thành chấp hành bản án thì tiếp tục phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Từ đó, công an đã mở rộng điều tra và thu giữ gần 300 loại giấy tờ được làm giả bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, nhiều máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ cũng bị công an thu giữ. Các loại văn bằng, chứng chỉ làm giả được bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng, nhóm này làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ văn bằng. Những người bị bắt giữ cho biết đường dây do một người tên Hùng chưa rõ lai lịch làm trưởng nhóm. Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, rồi chỉnh sửa bằng phần mềm Corel và Photoshop sao cho giống thật nhất. Tiếp đó các đối tượng sẽ in màu rồi chuyển cho Phụng và Nghiệp đi giao cho khách. Trung và Liêm được trả lương từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng trên tháng. Riêng Phụng và Nghiệp giao hàng được trả 200.000 đồng trên đơn.